lỡ quên ngày sinh nhật vợ, hay vô tình hôn nhau ở ga tàu, là những hành động tưởng bình thường như ở huyện nhưng lại là trọng tội ở một số quốc gia, có thể khiến cho bạn bị phạt nặng, thậm chí phải ngồi bóc lịch trong tù. Những đạo luật, quy định đó có nguồn gốc từ đâu? Chúng kỳ lạ, bá đạo ra sao? 1001 quy định kỳ quặc hài hước nhất quả đất khiến ai nghe xong cũng phải há hốc mồm. Cấm hôn nhau. Nếu hỏi đâu là quốc gia lãng mạn nhất thì chắc chắn Pháp là cái tên nảy ra trong đầu của rất nhiều người đúng không? Vâng, chính xác thì Pháp là một trong những quốc gia lãng mạn nhất thế giới. Các cặp tình nhân có thể thoải mái hôn nhau ở khắp nơi. Thế nhưng, hành động hôn nhau trong ga tàu lại bị cấm. Được biết thì lệnh cấm khó hiểu này là do vào năm 1910, một cặp đôi trước khi chia xa đã ôm hôn nhau lâu đến mức cả đoàn tàu phải khởi hành chậm để chờ chàng trai này. Từ đó, nhằm đảm bảo các chuyến tàu không bị lỡ lịch trình vì một sự việc tương tự, các nhà ga trên toàn nước Pháp đã đưa ra luật cấm hôn nhau ở trong sân ga. Tuy nhiên thì họ vẫn thiết lập các khu vực hôn đặc biệt, nơi những người yêu nhau có thể bên cạnh nhau lâu hơn một chút. Cấm chạy bộ. Một lệnh cấm kỳ lạ tiếp theo nữa đó chính là cấm chạy bộ ở đất nước Burundi. Đây là một quốc gia nhỏ nằm ở Đông Phi và tình hình chính trị xã hội của Burundi nhiều năm qua không ổn định do sự tranh giành quyền lực giữa hai bộ tộc chính, đó là bộ tộc Hutu và bộ tộc Tutsi. Chính vì thế mà sau cuộc bầu cử vào năm 2005 cho đến nay, tình hình Burundi đã được cải thiện, nhưng ở đó vẫn còn tồn tại những thách thức về an ninh và phát triển. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến một luật cấm kỳ quặc, khó hiểu, được ban hành vào năm 2014. Tổng thống nước này đã cấm tiền việc chạy bộ vào buổi sáng, vì đó có thể là cơ hội để tiến hành âm mưu, tập hợp lực lượng để lật đổ chính quyền. Chúng ta nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng mà trên thực tế đã có nhiều nhóm đối tượng chống phá bị bắt khi tham gia chạy bộ tại đây. Nên nếu ai cố tình không chấp hành lệnh cấm này thì bất kỳ ai cũng có thể bị đi tù chung thân. Và tiếp theo, một luật cấm cũng vô cùng bá đạo khiến cho đấng mày râu phải khóc thét. Bị phạt tiền và ngồi tù nếu quên ngày sinh nhật của vợ. Dành cho những ai chưa biết thì trên thế giới có một quốc đảo nhỏ bé mang tên Samoa, nơi được mệnh danh là viên ngọc quý ẩn mình ở Nam Thái Bình Dương bởi vẻ đẹp thiên nhiên xinh đẹp và rực rỡ. Thế nhưng, không chỉ làm siêu lòng khách du lịch bởi thiên nhiên nguyên sơ, Samoa còn khiến cho khách du lịch phải bất ngờ bởi một đạo luật vô cùng bá đạo. Theo đó, trong bộ luật ly hôn của nhà nước độc lập Samoa có một luật lệ vô cùng đặc biệt, đó là người vợ hoàn toàn có thể ly hôn và tống chồng vào tù bóc lịch ngay lập tức nếu anh chồng quên sinh nhật của vợ. Thú thật thì trong cuộc sống, việc chúng ta vô tình quên mất ngày sinh nhật của những người thân yêu do nhiều lý do khách quan là điều không hiếm gặp. Đặc biệt là với cuộc sống bộn bề, những lo toan của những cặp vợ chồng như ngày nay có thể khiến một vài ông chồng vô tình quên đi mất ngày sinh nhật hoặc là quên chuẩn bị quà tặng cho nửa kia. Với chúng ta thì đây có thể là chuyện vô tình, chuyện không may quên mất và có thể xin lỗi rồi tặng quà bù cho vợ. Nhưng với những ông chồng sống ở Samoa thì đây quả thực lại là một rắc rối lớn. Chỉ cần chị vợ có đủ bằng chứng và tố cáo hành vi phạm pháp thì anh chồng đã phải xách dép lên hầu tòa và sẵn sàng tinh thần bóc lịch một khoảng thời gian cố định nào đó rồi. Nhiều người cảm thấy luật lệ này khá là hà khắc và có phần vô lý. Tuy nhiên, theo một số người dân ở đây cho biết, việc áp dụng đạo luật này trong hôn nhân xuất phát từ việc chính quyền muốn bảo vệ, tôn vinh những người phụ nữ. Bên cạnh đó, việc ghi nhớ sinh nhật vợ cũng là một lời cảm ơn của người chồng tới đấng sinh thành đã sinh ra một cô con gái tuyệt vời, một người vợ hiền thảo hy sinh nhiều thứ để cùng người chồng xây đắp tổ ấm. Bởi thế mà có khá nhiều ông chồng ở Samoa thậm chí còn xăm cả ngày sinh nhật của vợ lên cánh tay như một lời nhắc nhở bản thân không được quên ngày đặc biệt của vợ. Có thể nhiều cánh mày râu sau khi nghe xong đạo luật này sẽ phải dở khóc dở cười và ngậm ngùi, đúng là thân trai 12 bến nước. Nhưng với mình thì mình thấy đạo luật này cực kỳ đáng yêu. Không quên ngày sinh nhật của vợ đồng nghĩa với việc gìn giữ hạnh phúc gia đình. Quá là đáng yêu phải không nào? Còn các bạn ở đây thì sao? Hãy comment suy nghĩ và quan điểm của mình về đạo luật bá đạo này xuống dưới phần bình luận nhé. Và tiếp theo cũng là một đạo luật, một quy định kỳ quặc liên quan đến ngày sinh nhật. Cấm tổ chức sinh nhật công khai. Nếu như ở Việt Nam chúng ta, việc tổ chức sinh nhật là vô tư ở bất kỳ nơi đâu, chẳng hạn như ở nhà hàng, ngoài quán trà chanh vỉa hè hay là la cà tự túc cùng đám bạn ở công viên, bờ hồ, thì trên thế giới lại có một nước cực kỳ kỳ thị với điều này. Đó là nước Cộng hòa Dân chủ Tajikistan, một quốc gia thuộc khu vực Trung Á, là quốc gia duy nhất nghiêm cấm mọi công dân không được tổ chức công khai ngày sinh nhật ở nơi công cộng. Thay vào đó thì công dân vẫn được phép tổ chức sinh nhật tại gia bên người thân ruột thịt mà không phạm pháp.
Được biết thì điều luật này được áp dụng từ năm 2007 đến nay, nhằm ngăn chặn lối sống xa hoa lãng phí của cư dân. Và nếu ai vi phạm thì dĩ nhiên sẽ phải chịu mức phạt tiền đáng kể. Điển hình là trường hợp của một ngôi sao nhạc pop của quốc gia này đã bị phạt 5.000 somoni, tức là rơi vào khoảng 12 triệu đồng, bởi lý do tổ chức tiệc sinh nhật công khai ở một nhà hàng cùng với bạn bè. Sự việc bị phát hiện khi ngôi sao này chia sẻ video cùng hình ảnh về bữa tiệc tổ chức tại nhà hàng sang trọng lên trang cá nhân Instagram và bị chính quyền địa phương chú ý. Nghe thì có vẻ lạ lùng, nhưng những người thi hành luật pháp đã sử dụng bằng chứng trên để buộc tội ngôi sao này về việc vi phạm pháp luật. Đấy, các bạn thấy không? Thế nên là nếu có dịp du hí qua quốc gia này mà đúng dịp sinh nhật thì các bạn cũng nên lưu ý nhé. Cấm cắt tóc kiểu phương Tây. Có thể nhiều bạn ở đây đã biết thì ở Triều Tiên có một luật cấm kỳ lạ, đó là người dân ở đây nếu là nam giới thì chỉ có nhiêu đây kiểu tóc để cắt theo. Còn nữ thì sẽ như này. Ngoài những kiểu này ra thì nếu bất kỳ ai vi phạm cũng đều bị xử lý một cách nghiêm khắc. Thế nhưng, ngoài Triều Tiên ra thì một quốc gia mà có đến 99% dân số theo đạo Hồi như Iran cũng không ngoại lệ. Quốc gia này cũng có những điều luật vô cùng kỳ lạ khiến ai nghe xong cũng phải há hốc mồm. Cụ thể thì những đặc điểm về ngoại hình, lối sống có xu hướng phương Tây hóa đều bị cấm kỵ, đặc biệt là những kiểu tóc hay là âm nhạc, quần jean và một số loài vật nuôi. Đặc biệt là kiểu tóc phương Tây được cho là gây ra nhiều phiền phức nhất trong cộng đồng đạo Hồi ở đây. Những kiểu tóc mà chúng ta thường thấy vô cùng lãng tử hoặc là hết sức phá cách như là David Beckham hay là Justin Bieber, tất cả đều bị xem là có hành vi chống phá chính phủ. Đơn giản là chính phủ nơi đây xem những việc có xu hướng phương Tây là sự tôn thờ các vị thần không chính thống hoặc là quỷ dữ. Với những anh thợ làm nghề cắt tóc thì các cơ quan chức trách yêu cầu phải ngay lập tức từ bỏ các kiểu đầu phương Tây. Những ai không tuân theo đều có thể ngay lập tức bị tước giấy phép hành nghề. Cấm hoa nhài. Có ai ở đây biết đến hoa nhài, thậm chí là sờ, mó và ngửi trực tiếp loài hoa này chưa nhỉ? Riêng mình thì mình siêu mê cái loài hoa này luôn, đúng kiểu thơm thoang thoảng, đã vậy còn rất là dễ trồng. Và thật kỳ lạ, bởi đây là một loài hoa rất thơm và đẹp, nhưng lại bị cấm hoàn toàn ở Trung Quốc đại lục. Theo đó, họ cấm mua bán hoa nhài và cả trồng hoa nhài, thậm chí nói về nó trong sinh hoạt hàng ngày. Lệnh cấm bắt nguồn từ biến cố lịch sử vào năm 2010 ở đất nước Tunisia. Tại đây đã có một cuộc biểu tình dân chủ với quy mô lớn nhằm phản đối chính quyền. Người dân nơi đây đã cáo buộc những chính sách trong quản lý, kinh tế, xã hội của nước này chính là nguyên nhân dẫn tới các vấn đề về thất nghiệp, giá cả leo thang và sự tham nhũng. Cuộc cách mạng này có tên là cuộc cách mạng hoa nhài. Và tại Trung Quốc vào năm 2011, có khá nhiều cuộc biểu tình tại Bắc Kinh đã diễn ra đòi hỏi nền dân chủ tại đây. Tiêu biểu là cuộc biểu tình đòi quyền được cải thiện chất lượng cuộc sống, cắt giảm khoảng cách giàu nghèo và sự phản đối độc tài của chính phủ đương thời. Cuộc biểu tình trên khiến cho cộng đồng trong và ngoài nước đều nhớ tới cuộc cách mạng hoa nhài nổi tiếng ở Tunisia năm 2010. Chính vì vậy mà Đảng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa đã thi hành lệnh cấm hoa nhài để giảm thiểu áp lực từ phía dư luận cũng như là người dân. Không biết là đến nay, lệnh cấm này còn có hiệu lực hay không nữa. Có bạn nào ở đây biết thông tin gì liên quan thì nhớ comment chia sẻ cho chúng mình và mọi người cũng biết với nhé. Cấm tè bậy xuống biển. Cho mình hỏi một chút là ở đây có bao nhiêu bạn biết về Bồ Đào Nha? Nếu là mình thì mình sẽ nghĩ ngay, đây là một quốc gia đáng sống, rồi là quê hương của anh 7, Ronaldo, siêu sao bóng đá nổi tiếng thế giới. Và nếu như biết thêm điều này nữa thì chắc chắn nhiều bạn ở đây sẽ nhớ ngay đến Bồ Đào Nha bá đạo đến cỡ nào. Đó là điều luật cấm tè bậy xuống biển. Sở dĩ cơ quan chức năng ban hành điều luật này là bởi vì nơi đây cực kỳ nổi tiếng với nhiều bãi biển xinh đẹp bậc nhất thế giới. Và để đảm bảo môi trường siêu sạch cho bờ biển nước nhà, điều luật này đã chính thức được ban hành khá lâu. Tóm lại thì có ai muốn tới đây để nghỉ mà không muốn dính líu tới pháp luật thì hãy lưu ý tránh tè bậy xuống biển. Bất cứ ai bị bắt quả tang tè bậy, làm ô nhiễm biển sẽ đều bị bắt, phải nộp phạt và thậm chí có thể bị tống giam. Thế nhưng mà mình đang thắc mắc một tí, đó là liệu cơ quan chức năng sẽ kiểm tra và ra hình phạt bằng cách nào nhỉ? Khó hiểu ghê cơ ý. Cấm thuốc lá nhưng cho phép hút cỏ. Cấm thuốc lá nhưng cho phép hút cần sa hay được gọi là hút cỏ là một luật lệ rất kỳ lạ ở Hà Lan. Nó bắt đầu có hiệu lực từ năm 2008, từng khiến cảnh sát của đất nước này lúng túng khi xử phạt một người đàn ông trộn lẫn hai chất vào cùng một điếu thuốc và hút. Nếu gặp ai đó hút thuốc lá trong quán cà phê hay nhà hàng, cảnh sát sẽ trừng phạt họ rất nặng. Nhưng nếu bạn hút cỏ thì lại chẳng sao cả. Oái oăm và khó hiểu hơn đó là theo một nghiên cứu gần đây thì việc hút cỏ thậm chí còn gây viêm phổi nhiều hơn thuốc lá.
Đây là một cảnh báo mới về tác hại của nạn sử dụng chất cấm này. Sự thật nó rành rành như vậy, nhưng chẳng hiểu kiểu gì, chính phủ Hà Lan lại đưa ra đạo luật hết nước chấm như vậy. Và cuối cùng, một điều luật mà chắc chắn nhiều người ở đây rất cần. Cấm đi xe té nước vào người khác. Cho mình hỏi là có bao giờ các bạn ra đường, quần áo chỉnh tề, lịch thiệp và đùng một cái, một chiếc xe ất ơ nào đó lao vào vũng nước kế bên bạn. Và rồi, chỉ còn một cách duy nhất là các bạn phải quay xe, về nhà thay đồ nếu như không muốn mặc một bộ quần áo lếch thếch lên cơ quan hoặc là trường học. Có ai đã từng va vào tình huống này thì nhớ comment điểm danh ngay nhé. Nếu như các bạn cũng giống như mình lúc đó, đấy là cảm thấy oan ức, khó chịu, tụt hết cả mút, thì một đạo luật đến từ xứ sở hoa anh đào Nhật Bản sẽ an ủi cho chúng ta phần nào. Bất kỳ người lái xe nào ở Nhật Bản cũng đều phải suy nghĩ kỹ trước khi đi qua vũng nước. Bởi luật giao thông ở nước này quy định, chủ xe cần phải trang bị các tấm chắn bùn, giảm tốc độ hoặc thực hiện một số biện pháp trước khi lăn bánh qua vũng nước, bùn để không bắn vào người đi bộ. Chỉ cần người đi đường kiện cáo thì hành động vô ý này cũng phải trả giá bằng một mức phạt hành chính khá là chát đấy. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những đạo luật bá đạo, kỳ quặc và không kém phần hài hước ở nhiều quốc gia trên thế giới. Có lẽ với tất cả chúng ta thì những hành vi trên được xem là bình thường. Thế nhưng, nó lại trở thành những luật cấm kỳ lạ ở các nước trên thế giới, khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên. Và nếu không để ý, khi tới du lịch tại một trong số các quốc gia trên thì rất có thể bạn sẽ bị phạt tiền một cách oan uổng, thậm chí phải đi bóc lịch mà không biết lý do tại sao. Đừng quên comment chiếc đạo luật mà các bạn cảm thấy hài hước, ấn tượng nhất xuống dưới phần bình luận nhé. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì cũng đừng quên ủng hộ Top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!